Hai bà Chelsea xin chào với cô chú, anh chị, các bạn và các em đã quay trở lại với kênh của mình. Và lời đầu tiên Bảo Châu cũng không quên cảm ơn và gửi lời chúc đến cả nhà mình luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Hôm nay thì Bảo Châu có xào món măng tây xào với tỏi. Cách làm thì cũng cực kỳ rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ cho bữa cơm thôi. Nhưng mà đỡ làm như thế nào mà khi ăn thì măng tây của mình vẫn giữ được cái độ giòn nè, giữ được cái độ xanh tự nhiên, đặc biệt là măng tây của mình ngọt và nước sốt thì đậm vị rất là thơm ngon. Thì món này mình ăn mình kết hợp với cơm trắng, ăn chay hay là ăn mặn cực kỳ rất là ngon và hao cơm lắm đó cả nhà. Đó, thì cách làm đơn giản lắm, thì Bảo Châu cũng mời cả nhà mình cùng vào bếp cùng làm với Bảo Châu luôn nha. Mình có ở đây là 400g cái phần măng tây này cả nhà. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi chuẩn bị một cái thau và mình sẽ cho nước vào. Rồi mình sẽ cho vào thêm một muỗng canh muối. Rồi lúc này thì mình sẽ khấy đều cái phần muối để cho nó hòa tan vào cái phần nước luôn nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi sơ chế cái phần măng tây. Măng tây thì mình sẽ cắt bỏ cái khúc bên dưới nè. Và phía dưới như thế này thì măng tây của mình nó già thì mình sẽ không lấy. Mình sẽ chừa, mình lấy khúc ở giữa và ở phía trên giống như mình này. Thì cắt tới đâu thì mình cũng cho vào trong cái thau nước muối mình pha lẫn mình ngâm nha. Đó, thì cứ như vậy thì mình cho vào. Thì mình ngâm trong vòng 15 phút nha cả nhà. Để cho những cái gì nó bám bụi ở trong cái phần măng tây thì nó sẽ ra hết nha. Và bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái phần tỏi. Tỏi ở đây thì mình sẽ chuẩn bị 4 củ tỏi cô đơn. Thì nhà các bạn có tỏi gì thì dùng tỏi đó ha. Bây giờ mình sẽ đi đập dập cái phần tỏi và mình sẽ băm nhỏ cái phần tỏi này ra luôn. Và cái phần tỏi thì các bạn có thể đập dập này, hoặc là các bạn băm nhỏ cũng được. Rồi bây giờ cái phần tỏi của mình cũng đã băm xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra một cái chén. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nước sốt nha. Mình cũng chuẩn bị một cái chén, mình sẽ cho vào một muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh đường và cuối cùng thì mình sẽ cho vào 2 muỗng canh nước lọc nha. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều cái phần hỗn hợp này cho nó hòa quyện lại với nhau nha. Rồi bây giờ cái phần nước này mình cũng đã hòa tan rồi, mình sẽ đỡ vào một bên nha. Và bây giờ cái phần măng tây của mình á, ngâm cũng được 15 phút rồi. Và cái phần măng tây này mình thích ăn cái cọng dài như thế này. Còn các bạn thích ăn cọng ngắn thì các bạn có thể cắt làm đôi hoặc là làm ba nha. Tùy các bạn nha. Và sau khi mình rửa sạch với nhiều nước thì mình cũng đã đỡ ráo cái phần măng tây này cả nhà. Rồi bước tiếp theo thì mình sẽ đi chuẩn bị một cái nồi hoặc là cái chảo. Mình sẽ cho nước vào và mình sẽ đun sôi cái phần nước này nha. Và sau khi cái phần nước nó sôi lên thì mình có cho một muỗng cà phê muối nè. Và tiếp theo thì mình sẽ cho một muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ mình sẽ khấy đều cái phần muối nè để nó hòa tan vào cái phần nước nha. Và lúc này nước của mình cũng rất là sôi luôn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Đó, và mình sẽ cho hết cái phần măng tây này vào. Và mình sẽ đảo đều và mình sẽ chần sơ vào trong vòng 2 phút như vậy nha. Để khi mình ăn thì măng tây của mình nó rất là giòn, giữ được cái màu xanh tự nhiên, đặc biệt là những cái dưỡng chất tốt ở trong cái phần măng tây lúc khi mình ăn nha cả nhà. Đó, mình tắt bếp như vậy. Đó, và mình có chuẩn bị thêm một cái thau nước lạnh nha. Để khi mà mình chần sơ như vậy rồi mình sẽ cho ra cái phần nước lạnh để giữ được cái độ giòn và độ xanh tự nhiên của phần măng tây nha. Rồi bây giờ măng tây của mình cũng đã chần sơ được 2 phút rồi. Bây giờ mình cũng vớt ra, mình cho ra cái thau nước lạnh luôn nha. Và khi mình vớt ra thì mình sẽ cho thẳng vào trong thau nước lạnh như thế này cả nhà. Thì nó sẽ làm cái phần măng tây mình bị sốc nhiệt nè, nó sẽ không có chín nữa. Đặc biệt là khi ăn thì cái phần măng tây của mình rất là giòn và vẫn giữ được cái độ xanh, màu xanh tự nhiên của cái phần măng tây nha. Đó, và cứ như vậy thì mình cũng vớt hết ra và mình cho vào cái thau luôn. Và mình sẽ đỡ cái phần này nó nguội bớt. Rồi mình sẽ vớt cái phần này ra và mình sẽ đỡ ráo cái phần này luôn nha.
Và bây giờ cái phần băng tay của mình cũng đã vớt ra rổ và mình cũng đã đỡ ráo. Tiếp theo thì mình đi chuẩn bị một cái chảo và mình có cho vào 3 muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ mình sẽ tráng đều cái phần dầu này ra chảo luôn nha. Rồi lúc này thì mình cũng vặn lửa vừa thôi. Mình sẽ cho hết cái phần tỏi băm vào luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đảo đều cái phần tỏi này. Đó, đến khi nào cái phần tỏi của mình nó vàng, nó thơm lên là được nha cả nhà. Rồi sau khi cái phần tỏi của mình nó cũng đã vàng rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cái muỗng nè, và mình sẽ múc hết cái phần tỏi ra cái chén. Và mình sẽ chừa lại một ít cái phần tỏi lại ha. Và lúc này thì mình cũng vặn lửa lớn tí xíu ha. Và mình sẽ cho hết cái phần măng tây vào luôn nha. Và mình sẽ xào nhanh, mình đảo nhanh cái phần măng tây này luôn. Rồi lúc này mình chỉ việc mình đảo đều cái phần này lên. Đó, mình nấu sơ thôi, các bạn đừng có nấu lâu quá. Thì cái phần măng tây của mình nó sẽ bị chín quá, thì nó nhũng, thì ăn nó không có còn chất dinh dưỡng ở trong cái phần măng tây ha. Đó, và bây giờ mình sẽ cho hết cái phần nước sốt vào nè. Đó, bây giờ mình sẽ đảo đều để cho cái phần nước sốt này nó sẽ hòa quyện và nó sẽ thấm đều vào cái phần măng tây, vậy là được rồi nha cả nhà. Rồi, bây giờ thì mình cũng xin tắt bếp luôn. Rồi mình sẽ cho ra hết cái phần măng tây này ra cái đĩa luôn nha. Lúc này cái phần măng tây của mình nó cực kỳ rất là thơm, nhìn rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Đó, và măng tây của mình rất là xanh ha, vẫn giữ được cái độ xanh, nhìn rất là đẹp và bắt mắt luôn ha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần măng tây xào tỏi mình ra cái dĩa như thế này nha. Và mình sẽ xếp cho nó gọn lại, nhìn cho nó đẹp mắt tí xíu nha cả nhà. Rồi tiếp theo thì mình cũng cho hết cái phần tỏi phi lúc nãy mình chừa lại nè, mình cho lên bên phía trên. Vậy là cái phần măng tây xào tỏi của mình cũng đã xong hoàn tất rồi, nhìn rất là thơm và hấp dẫn luôn nè cả nhà. Và món này thì chay hay là mặn ăn cực kỳ rất là ngon, thì cả nhà có thể kết hợp với cơm trắng, ăn cùng cơm trắng hen, hoặc là ăn không, ăn chơi cũng cực kỳ rất là thơm ngon và hấp dẫn lắm cả nhà. Đó, và cách làm thì cũng cực kỳ rất là đơn giản nhanh ha. Thì cả nhà có thể làm cái món này để bổ sung vào cái bữa cơm cho gia đình của mình, ăn cực kỳ rất là tốt và bổ dưỡng. Khi ăn thì măng tây của mình rất là giòn nè, thấm gia vị, đậm vị ha. Đặc biệt là vẫn giữ được cái màu xanh tự nhiên của phần măng tây, ăn cực kỳ rất là tốt bổ dưỡng nữa. Thì cả nhà xem, nếu thấy thích cái video của mình thì đừng quên ủng hộ Bảo Châu bằng cách like, chia sẻ và đăng ký nha. Đừng quên rung chuông để đón xem những cái video mới nhất của Bảo Châu nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và Bảo Châu cũng xin mến chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe nha. Tạm biệt cả nhà, và Bảo Châu xin hẹn lại cả nhà vào video lần sau tiếp theo của mình nha. Mến chào cả nhà.